Chùa Ba Vàng đột ngột ngừng cái gọi là gọi vong cúng oan gia trái chủ. Quảng Ninh Việt Nam, tin từ chùa Ba Vàng cho biết, chùa này đã đột ngột ngừng gọi vong cúng oan gia trái chủ sau mấy ngày dậy sóng dư luận vì bị báo chí trong nước xúm vào kể tội và bị nhà cầm quyền mở cuộc điều tra. Nhiều báo chí tại Việt Nam cho hay, từ ngày 23 tháng 3, chùa Ba Vàng thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh thông báo với các Phật tử về việc tạm thời dừng các hoạt động gọi vong để cúng và oan gia trái chủ. Vì những lùm xùm dậy sóng dư luận hồi tuần qua, lượng người đổ về chùa Ba Vàng trong ngày thứ Bảy 23 tháng 3 năm 2019 được ghi nhận là giảm hẳn, không còn cảnh chen chúc đầy nghẹt người tới ghi danh để được gọi vong. Đồng thời, bà Phạm Thị Yến, người nổi tiếng trong các clip giảng pháp vong báo oán oan gia trái chủ để thu tiền giải nghiệp từ hàng triệu tới hàng chục triệu đồng và thậm chí lên tới cả trăm triệu đồng, đã không còn thấy xuất hiện tại chùa Ba Vàng. Theo tờ Thanh Niên, trước phản ánh của báo chí, công an Uông Bí đang trong quá trình điều tra, củng cố hồ sơ và chuẩn bị triệu tập bà Phạm Thị Yến để điều tra về những vấn đề sai phạm liên quan. Đứng trước áp lực của dư luận, thì bất kể đó là người thân hay sơ với những người lãnh đạo cao cấp như Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì đều có thể bị vong oán. Bà Phạm Thị Yến, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng thuộc chùa Ba Vàng, bị một số báo lôi đời tư của bà ra kể. Trước khi trở thành người nhà chùa, bà vốn là một thợ may ở Hải Phòng. Gia đình lục đục vì chuyện mê tín dị đoan dẫn đến ly dị, bỏ con cho chồng nuôi. Bà cũng bị một số báo thuật lại lời hai người chị của bà kể chuyện rằng chính bà Yến không giúp mẹ bà thoát chết dù đã đến chùa Ba Vàng chữa bệnh bằng trục vong. Nhiều báo dẫn văn bản của nhà cầm quyền thành phố Uông Bí buộc trụ trì chùa Ba Vàng chấm dứt hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo vì việc tuyên truyền giảng pháp của Phật tử Yến gây bất bình trong dư luận, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Nói đi thì cũng phải nói lại rằng nhà chùa này là nơi bảo kê cho các hoạt động phi pháp từ ma túy cho đến nhiều vấn đề khác mà đang được báo chí phanh phui. Nhiều nhà báo dẫn văn bản của nhà cầm quyền thành phố Uông Bí đã trích dẫn lại điều đó, trong khi lo sợ rằng sẽ có những vấn đề mất an ninh trật tự vì liên quan đến những phát ngôn khốn nạn của bà Phạm Thị Yến. Việc thỉnh vong cúng oan gia trái chủ không thấy liệt kê trong danh mục các hoạt động của chùa Ba Vàng gửi cho nhà cầm quyền cũng như gửi tới các cơ quan có hoạt động và nhiệm vụ theo dõi hoạt động tôn giáo là Ban Tôn giáo Chính phủ. Theo tờ Lao động, thêm nữa, cơ quan này nói các hiện tượng trục vong và gọi hồn không có trong truyền thống Phật giáo. Nếu các cơ sở thờ tự Phật giáo thực hiện việc trên là đang vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo. Mấy ngày qua, báo chí trong nước dẫn lời viên chức cao cấp của Giáo hội Phật giáo được nhà cầm quyền công nhận và thường bị gọi là Phật giáo quốc danh. Liên quan đến chuyện này, đã liên tiếng phủ nhận những nghi thức trục vong và đền tội cho cái gọi là ác nghiệp trong tiền kiếp bằng những số tiền rất nhiều khi nạn nhân không đủ khả năng chi trả là không có giáo lý và không có trong Phật Pháp. Đại Đức Thích Thái Trúc Minh, tên thật là Vũ Minh Hiếu, năm nay 52 tuổi, quê ở xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, ở lại trường làm giảng viên một thời gian, rồi chuyển công tác về Viện Nghiên cứu Chế tạo Máy của Bộ Công Thương, được bầu làm bí thư đoàn. Giữa năm 1998, ông đến Trúc Lâm Thiền Viện Đà Lạt làm lễ phát Bồ Đề Tâm và đến tập sự xuất gia tại chùa Chiên Phúc thuộc Hà Tây cũ. Sau 2 tháng thực tập, vào giữa những năm 1999, ông trở lại Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt xin xuất gia, lấy pháp danh là
Thích Trúc Thái Minh. Vào năm 2001, sư Thích Trúc Thái Minh quay ra Bắc, cùng góp sức xây dựng thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Ông được ban lãnh đạo thiền viện cử làm Tri Khách Tăng. Vào năm 2007, Thích Trúc Thái Minh làm trụ trì chùa Ba Vàng cho đến tận ngày nay. Khi ông mới về làm trụ trì, chùa Ba Vàng chỉ là một chùa rất rất nhỏ, nhưng ông có công vận động Phật tử đóng góp để xây dựng một ngôi chùa khi khánh thành vào năm 2014, được mô tả là có chánh điện lớn nhất Đông Nam Á, lớn hơn hẳn những nước có truyền thống Phật giáo ở các quốc gia xung quanh như Thái Lan, Myanmar, Lào, Cambodia. Đại đức Thích Trúc Thái Minh từng xác nhận trong một bài giảng về trục vong giải oán là những tội lỗi trong tiền kiếp có hậu quả trong đời sống hiện tại, cần phải được giải nghiệp. Hoạt động trục vong có thể giống như hoạt động gọi hồn lên đồng qua một số người khác để nhập và kệ lễ linh ta linh tinh. Tờ Tri Thức Thẻ Trẻ dẫn lời Đại Đức Thích Trúc Thái Minh nói trong một buổi giảng pháp tuần qua rằng chùa Ba Vàng là chùa lớn nên bị ganh ghét, đố kỵ. Một số báo cũng kể lại những quy định tụ tập khác thường tại chùa Ba Vàng, khiến nhiều tu sĩ phải bỏ đi. Ông Thái Minh cũng từng bị cấp trên của ông là Hòa Thượng Thích Thanh Quyết và nhờ cầm quyền tỉnh xử lý sai phạm nhiều lần, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Theo tờ báo Đất Việt, sau khi có nhiều thông tin phản ánh về thịnh vong, oan gia trái chủ, chùa Ba Vàng dừng hoạt động này nhưng vẫn nhận đăng ký của các Phật tử. Điều này dẫn đến nghi vấn rằng hoạt động này có thể được rút vào bí mật vì cá nhân nào có nhu cầu thực hiện thịnh vong, oan gia trái chủ để chữa bệnh thì vẫn được cư sĩ phát cho tờ phiếu đăng ký, rồi nhà chùa sẽ chủ động liên lạc thông báo lại. Vụ việc tại chùa Ba Vàng đến đây chắc vẫn chưa hết chuyện, khi ai cũng biết rằng chùa này được một đảng viên là đại tá công an, tức ông Thích Trúc Thái Minh làm chủ trì. Trên báo Đất Việt mô tả rằng việc chùa dừng hoạt động không phải là thật mà có thể là việc rút vào trong bí mật. Chiều ngày 23 tháng 3, nhiều Phật tử tìm đến chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để đưa người thân đến ở tại chùa trong quá trình cúng thịnh vong oan gia trái chủ, nhưng các cư sĩ trong ban tri khách của nhà chùa từ chối cung cấp các thông tin trong các buổi diễn ra lễ trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, cá nhân nào có nhu cầu được thực hiện thịnh vong oan gia trái chủ để chữa bệnh thì vẫn được cư sĩ phát cho tờ phiếu đăng ký, rồi nhà chùa sẽ chủ động liên lạc thông báo lại. Những người làm công quả tại chùa Ba Vàng cũng tỏ ra dè chừng hơn sau hàng trăm thông tin phản ánh về hình thức thịnh vong oan gia trái chủ đang diễn ra ở chùa trong thời gian trước đó. Theo tìm hiểu của báo Đất Việt, vào sáng ngày 23 và 24 tháng 3, trên trang thông tin điện tử chính thức của chùa Ba Vàng ở website chuabavang.com.vn vẫn đăng tải hàng loạt bài viết trong chuyên mục thịnh oan gia trái chủ với những nội dung gây tò mò cho người xem, đồng thời khẳng định phương pháp này có thể điều trị tận gốc bệnh ung thư ác tính. Thời điểm này, chúng tôi đang nghe ngóng chờ kết luận của cơ quan quản lý, không có chuyện thông báo ngừng thịnh oan gia trái chủ. Đó là lời của đại diện chùa Ba Vàng khẳng định với báo chí trước thông tin chùa dừng hoạt động này. Theo Phó Ban Kim Chánh Ký Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, Đại Đức Thích Đạo Hiển, những gì trụ trì chùa Ba Vàng nói ra thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, xã hội và nhân dân. Nếu đúng như trụ trì chùa Ba Vàng nói, chữa được bệnh bằng các thịnh giải oan gia trái chủ thì đây là công trình lớn mang tầm nhân loại, cần được hoan nghênh. Như căn bệnh ung thư hiện nay, mặc dù đã cả trăm năm nghiên cứu nhưng khoa học vẫn chưa tìm ra phương pháp nào hữu hiệu để chữa khỏi. Ông này nói, nếu thầy Minh tức trụ trì chùa Ba Vàng chữa được bệnh bằng cách như vậy thì trước hết nhà nước cần phong tặng danh hiệu anh hùng lao động
và chắc chắn giáo hội sẽ đề cử ủng hộ. Hơn thế, sẽ rất xứng đáng để nhận giải Nobel về y học của nhân loại. Lời của Đại Đức Thích Đạo Hiển bày tỏ liên quan đến những hoạt động này của Sư Thầy Thích Trúc Thái Minh. Sự việc này Chùa Ba Vàng có lẽ là tai kiếp khi hàng trăm bài báo liên quan từ các Phật tử cũng như những báo chí chính thức của hệ thống nhà nước nói ra và tuyên bố lên đủ để cho thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Khi chùa này mỗi năm thu đến cả ngàn tỷ đồng, bởi vì đơn giản ông này được coi là bạn của Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc. Vậy Nguyễn Xuân Phúc sẽ trả lời sao và Hòa Thượng chủ trì sẽ nói như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi trong các bài viết lần sau.